Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm, mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ năm ngày 11 tháng 5 năm 2023, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Người đi xe máy bị thương nặng sau va chạm với xe ô tô tại Bình Phước. Điều tra vụ vợ phát hiện chồng tử vong trong nhà tại Bình Dương. Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thu phí 9 tuyến cao tốc đầu tư bằng ngân sách. Việt Nam có giống bắp siêu ngọt, có thể ăn như một loại trái cây, không cần qua chế biến. Lời cảnh báo cần cảnh giác trước thủ đoạn dàn cảnh đánh ghen để trộm cắp, cướp giật tài sản. Tại Hà Nội, cô gái dùng dao đâm 3 thanh niên thương vong do mâu thuẫn khi dự đám cưới. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Một vụ va chạm giao thông vừa xảy ra trên đường tỉnh 741 ở tỉnh Bình Phước. Người đàn ông bị thương nặng sau khi điều khiển xe máy tông vào ô tô đang lưu thông trên đường. Theo thông tin ban đầu, tại khu vực phường Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ông Lê Văn Thắng, 49 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, điều khiển xe lưu thông từ trong hẻm ra, tông trực diện vào hông xe ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên đường tỉnh 741. Va chạm mạnh khiến cho ông Thắng ngã ra đường, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng. Lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Công an quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh cũng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn, khiến một nam thanh niên đi xe mô tô phân khối lớn tử vong. Vào chiều ngày 10 tháng 5, người dân sống trên đường Nguyễn Cửu Đàm, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nghe tiếng động mạnh ngoài đường. Khi ra kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên khoảng 20 tuổi văng lên vỉa hè, còn xe mô tô phân khối lớn mang biển kiểm soát 59A305255 trượt đi một đoạn dài. Nam thanh niên bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng nạn nhân đã tử vong. Ghi nhận tại hiện trường, ngoài chiếc xe mô tô phân khối lớn thì còn một xe máy khác mang biển kiểm soát 50N240841 cũng hư hỏng nằm trên đường. Nhận được tin báo, công an quận Tân Phú đã có mặt trích xuất camera lấy lời khai của những người có liên quan để điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn. Công an thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đang phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc người vợ phát hiện chồng treo cổ trong phòng trọ. Theo cơ quan điều tra, vào tối qua, người phụ nữ đi làm về phòng trọ trên đường Bình Hòa 05 thuộc phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương thì phát hiện chồng tử vong trong tư thế treo cổ. Công an sau đó có mặt bảo vệ hiện trường, lấy lời khai nhân chứng. Nạn nhân được xác định là anh NNG, 33 tuổi, quê ở tỉnh An Giang. Người vợ cho biết, hai vợ chồng cùng làm công nhân cho một công ty nhưng khác ca. Buổi sáng, anh G dẫn đưa vợ đến công ty rồi quay về phòng trọ. Người vợ sau đó nhận được tin nhắn của chồng có nội dung tiêu cực. Đến chiều đi làm về thì phát hiện vụ việc đau lòng. Thưa quý vị, 9 tuyến đường bộ cao tốc do nhà nước đầu tư đưa vào khai thác trước năm 2025 đang được Bộ Giao thông Vận tải đề xuất thí điểm thu phí. Theo Bộ Giao thông Vận tải, việc thu phí nêu trên là chưa từng có tiền lệ, do đó việc tiến hành thí điểm phải theo đúng quy định. 9 tuyến được đề xuất thí điểm thu phí gồm Cao Bồ – Mai Sơn, Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn, Nghi Sơn – Diễn Châu, Cam Lộ – La Sơn, Vĩnh Hảo – Phan Thiết, Phan Thiết – Dầu Dây, Cầu Mỹ Thuận 2 và thành phố Hồ Chí Minh – Trung Lương. Trên lĩnh vực nông nghiệp, thưa quý vị, sau 7 năm nghiên cứu và phát triển, Phòng Nghiên cứu Cây trồng Cạn, Viện Nghiên cứu và Phát triển Cây trồng Việt Nam, Học viện Nông nghiệp Việt Nam vừa cho ra đời giống bắp siêu ngọt. Và có một điểm đặc biệt của giống bắp mới này là có thể ăn như là một loại trái cây, hái xuống ăn liền, không cần qua chế biến. Theo Thạc sĩ Nguyễn Văn Hà, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu Cây trồng Cạn, giống bắp đường siêu ngọt SSVK18 được chọn lọc lai tạo bằng phương pháp lai hữu tính truyền thống, không biến đổi gen và hiện đang trong giai đoạn trồng khảo nghiệm. Đây là giống bắp đường thế hệ mới với màu sắc hạt trắng sữa, mềm, tan vỏ và độ ngọt dao động từ 17,5 cho đến 18,5 độ Brix. Vì thế, bắp ngọt đậm như trái cây chín và đặc biệt là có thể sử dụng ăn tươi trực tiếp không qua chế biến nhiệt. Do vậy, có thể coi bắp đường SSVK18 như là một loại trái cây giúp bổ sung nhiều dinh dưỡng thiết yếu và chất xơ dễ tiêu. Ngoài ăn tươi thì bắp này còn có thể xay làm sữa, sinh tố, nước ép mà không làm mất đi hàm lượng vitamin. Bắp cũng có thể để trong tủ lạnh từ 7 cho đến 10 ngày mà vẫn giữ được độ tươi ngọt. Qua nhiều thử nghiệm, thời gian từ gieo trồng đến thu hoạch bắp tươi là từ 70 cho đến 80 ngày, tùy từng dùng.
vụ trồng và thời tiết, năng suất bắp tươi đạt từ 10 cho đến 12 tấn một hecta. Núi Cấm, xã An Hảo, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang là một ngọn núi cao hơn 700 mét so với mực nước biển và được mệnh danh là nóc nhà của miền Tây. Đường lên núi thì dốc khúc khuỷu, nhiều nguy hiểm. Vì vậy mà để đảm bảo an toàn thì chỉ có những phương tiện xe ôm được cấp phép thì mới được lên núi. Nhưng mà có một điều rất là thú vị ở đây đó chính là không chỉ có cánh đàn ông thôi đâu mà chị em phụ nữ ở đây thì cũng làm nghề này nữa. Và ngay bây giờ thì mời quý chị hãy cùng tìm hiểu về nghề chạy xe ôm trên núi Cấm. Đường chính lên núi Cấm rộng hơn 10 mét, xây dựng ôm theo vách núi. Đường rộng, song dốc đứng với nhiều cú gắt, đa phần xe lên núi đều cài số thấp, đi chậm từng chút một. Đòi hỏi tài xế phải giàu kinh nghiệm, cứng tay lái và giỏi xử lý tình huống. Với nhiều người làm nghề chạy xe ôm trên núi Cấm, đoạn khó chinh phục nhất là cung đường lên đỉnh Bồ Hồng, cũng là đỉnh cao nhất của ngọn núi. Đoạn này đường đã dốc, chừng 10 mét lại có một cua hình cùi chỏ. Người hành nghề chạy xe ôm xuống núi phải thường xuyên bảo dưỡng, kiểm tra xe định kỳ để đảm bảo an toàn. Thường xuyên là kiểm tra nhông trên dĩa và thắng, rồi mình hay nhớ thường xuyên. Nếu mà cái vỏ xe mình hơi mòn là mình phải đi thay vỏ mới. Tại vì cái đường núi thì mình không có được phép cho nó mòn. Nhâm sinh dĩa bình thường thì mình xài nó, chạy đường trường thì nó 14-36. Công việc tuy vất vả và đòi hỏi nhiều kinh nghiệm, nhưng ngoài cánh đàn ông thì vẫn có phụ nữ làm nghề chạy xe ôm ở núi Cấm. Các chị cho biết làm nghề cũng có nhiều niềm vui, nhất là được giới thiệu với du khách cảnh đẹp của quê mình. Các chuyến xe ở đây có điểm đặc biệt là tài xế phải đưa khách lên núi rồi xuống núi an toàn mới nhận tiền công, bất kể khách đi lâu hay mau. Công việc chạy xe ôm mang lại thu nhập ổn định cho nhiều người dân xã An Hảo và các xã lân cận. Ngoài chở du khách, các bác tài còn đảm nhận việc chở nông sản xuống núi. Chúng tôi quản lý theo hình thức là các cá nhân hành nghề cấp biển hiệu hoạt động để các cái hình cá nhân hành nghề này có được một cái hình ảnh đẹp trong lòng du khách cũng như thể hiện cái nét văn hóa trong cái phục vụ du khách đến tham quan khu du lịch núi Cấm. Thì các anh em cá nhân hành nghề đều được sắp xếp tài chiến thứ tự hàng ngày, thì có khoảng từ 300 đến 500 cá nhân hành nghề tham gia vận chuyển khách du lịch. Núi Cấm thu hút rất đông khách du lịch đến tham quan. Theo thống kê của Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang, mỗi năm nơi đây thu hút khoảng 1 triệu lượt du khách. Điều này đã giúp cho những người hành nghề chạy xe ôm nơi đây có thêm thu nhập bên cạnh việc sản xuất nông nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, các vụ đánh ghen xuất hiện ngày càng nhiều, để lại những hậu quả đáng tiếc. Và trong số những trường hợp như vậy, đã bao giờ chúng ta tự hỏi rằng là liệu đó có phải là những vụ đánh ghen thật sự hay là không? Dân ạ, vì sao lại có câu hỏi như thế này? Bởi vì thực tế đó, chỉ vì thiếu tiền tiêu xài mà nhiều đối tượng xấu đã lên kế hoạch dàn cảnh để đánh ghen rồi trộm cắp cướp giật tài sản. Và điều này thì cũng khiến cho rất là nhiều người rơi vào thế bị động, và những người xung quanh thì cũng khó nhận ra màn kịch vô cùng tinh vi mà kẻ gian đã dàn dựng. Ngay sau đây thì mời quý vị hãy cùng theo dõi lời cảnh báo để thấy rõ về thủ đoạn này. Du Quang là kẻ cướp chồng người khác, bị chửi bới, nhục mạ ngay giữa đường, thậm chí là bị hành hung, đánh đập như một vụ đánh ghen thông thường. Nhưng thực chất, đây là những chiêu giàn cảnh nhằm mục đích trộm cắp, cướp giật tài sản. Có nhiều vụ giàn cảnh đánh ghen tại chỗ đông đúc, thế nhưng đa phần mọi người xung quanh đều chỉ đứng ngoài cuộc bởi không muốn xen vào những chuyện cá nhân. Đây cũng là một phần lý do khiến cho kẻ xấu thực hiện trót lọt hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản. Trong cái tình huống, trong cái hoàn cảnh này thì nạn nhân rất khó đề phòng và thường rơi vào thế bị động. Và cái thủ đoạn của các đối tượng thường là sẽ quan sát con mồi, chúng có thể chặn đường người đó lại và la lối lên và có thể là hành hung để gây sức ép và từ đó là cướp giật tài sản hoặc là trộm cắp tài sản. Và trong cái hoàn cảnh này thì tâm lý của nạn nhân thường là đứng ra phân bua rằng mình không có mối quan hệ với những người có liên quan, phân bua với những người xung quanh, và trong thời gian đó thì các đối tượng đã lấy được cái tài sản của mình và tẩu thoát. Thì đây là một cái thủ đoạn thực hiện một cách công khai, trắng trợn, nhưng nó lại đem lại cái hiệu quả. Hiệu quả ở đây là trong hoặc kép cho các đối tượng phạm tội, vì vậy nó rất là nguy hiểm. Các đối tượng giàn cảnh đánh ghen thường đi theo nhóm. Chúng nhắm đến những người phụ nữ khi đi một mình và mang theo tài sản có giá trị. Với bộ dạng hung dữ, khi tiếp cận nạn nhân, chúng lao xuống đánh tới tấp, la hét,
có vẻ giận dữ, bực tức khi cướp vợ hoặc chồng, khiến nạn nhân sợ hãi. Bằng chiêu trò này, không ít nhóm đối tượng xấu đã thực hiện trót lọt nhiều vụ gian cảnh cướp tài sản, khiến người dân vô cùng lo lắng. Mới đây tại tỉnh Bình Phước, hai đối tượng đã bị bắt về hành vi gian cảnh đánh ghen. Theo đó, đối tượng này đã cùng người yêu lên kế hoạch đánh ghen, sau đó cướp nhiều tài sản của nạn nhân. Trước đó, tại huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, một cặp tình nhân cũng bị bắt khi thực hiện nhiều vụ gian cảnh đánh ghen. Cặp tình nhân này sống lang thang, chuyên theo dõi những người phụ nữ đi một mình, sau đó gian cảnh cướp tài sản. Việc gian cảnh đánh ghen cướp tài sản không chỉ ảnh hưởng đến vấn đề an ninh trật tự, mà đây còn là hành vi vi phạm pháp luật. Liên quan đến hành vi là gian cảnh đánh ghen để trộm cắp tài sản, thì tùy theo cái tính chất, mức độ của cái hành vi của các đối tượng này thực hiện trên thực tế thì có thể bị truy tố theo quy định tại cái điều 171 của Bộ luật hình sự về tội cướp giật tài sản. Đối với cái hành vi mà cướp giật tài sản thì cái khung hình phạt là từ 1 năm tù cho đến là 20 năm hoặc là chung thân. Còn trường hợp thứ hai đó là cái hành vi nó là tội trộm cắp tài sản thì cái khung hình phạt nó từ là cải tạo không giam giữ đến 3 năm đấy, hoặc là mức phạt tù lên đến 12 năm. Thực tế, các nạn nhân khi rơi vào bẫy của những vụ gian cảnh đánh ghen, họ thường nghĩ rằng mình bị đánh ghen nhầm và ra sức thanh minh mà không hề chú ý đến việc bảo vệ tài sản mang theo. Và đây chính là điều mà các đối tượng gian cảnh mong muốn. Một khi nạn nhân rơi vào thế hoảng loạn, các đối tượng có thể dễ dàng lấy tài sản, khiến nạn nhân không kịp trở tay. Thậm chí khi hiểu ra sự việc thì cũng khó lòng phản kháng. Khi mà có những cái vụ dàn cảnh đánh ghen á, thì thường là mọi người sẽ đứng ra phân bua là tôi không có quan hệ, tôi không biết chồng chị là ai. Trong những trường hợp đó chúng ta không nên phân bua gì cả. Chúng ta chỉ cần hô to lên cướp, 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 mọi người hỗ trợ vào và mọi người đi đường sẽ hỗ trợ vào và sẽ được làm rõ cái vụ việc đó có phải là vụ đánh ghen hay không, hay là một vụ cướp, một vụ dàn cảnh. Kể cả cái việc kêu cứu chúng ta cũng phải biết cách kêu. Ví dụ như là có những đối tượng nó bao vây chúng ta, nó hành hung và người đi đường xung quanh thì cứ tưởng đây là một cái vụ nội bộ nên họ không giải quyết. Thì chúng ta phải chạy tới một người đàn ông, một người thanh niên nào đó và chúng ta nhờ để giúp đỡ. Hoặc là hô to lên cướp cướp thì mọi người sẽ xuống lại và sẽ giải quyết cái vụ việc. Ngoài ra, khi rơi vào các trường hợp bị gian cảnh đánh ghen, người bị hại cần bình tĩnh, không tỏ ra sợ sệt. Bởi nếu tâm lý của nạn nhân như vậy, sẽ khiến người xung quanh lầm tưởng nạn nhân là người có lỗi thật nên không trợ giúp. Bên cạnh đó, khi ra đường, nhất là phụ nữ, nên hạn chế mang theo nhiều tài sản không cần thiết, tránh gây sự chú ý của kẻ xấu. Và khi bỗng dưng bị đánh ghen, trong khả năng có thể, nạn nhân nên nhanh chóng tìm cách gọi điện, báo ngay với lực lượng chức năng để được xử lý. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Tại Hà Nội, cô gái dùng dao đâm 3 thanh niên thương vong do mâu thuẫn khi dự đám cưới. Chánh thanh tra tỉnh Lai Châu bị bắt vì nhận hối lộ. Đặc sắc lễ hội Nghinh Ông Nam Hải ở Sóc Trăng, hoạt động được tổ chức thường niên, góp phần bảo tồn văn hóa và phát triển ngành du lịch địa phương. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Xảy ra mâu thuẫn tại đám cưới, một nhóm đối tượng đã tìm đối phương đánh nhau, làm một người bị thương. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội giết người đối với nhóm đối tượng này. Đó là các đối tượng Phạm Văn Nam, Phạm Văn Quốc, Phạm Quốc Quy và Phạm Văn Tinh. Các đối tượng từ 18 cho đến 19 tuổi đều trú tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, khi tham dự đám cưới tại xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, Quốc và nhóm thanh niên ở xã Ba Thành, huyện Ba Tơ xảy ra cãi giả, xô xát với nhau. Sau đó, Quốc rủ Nam, Quy và Tinh tìm nhóm thanh niên nói trên đánh nhau. Trong lúc đánh nhau, thấy anh BDH 18 tuổi trú tại xã Ba Thành đang đứng gần khu trại cưới, tưởng cùng phe với nhóm có mâu thuẫn nên Nam cầm tuyếp sắt chạy đến tấn công anh H, khiến nạn nhân bị thương nặng, tỷ lệ thương tật là 47%. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định. Nhưng cảm thấy là rất là đáng lo ngại khi mà nhiều người lựa chọn sử dụng bạo lực để có thể giải quyết các mâu thuẫn. Tại Hà Nội cũng đã xảy ra mâu thuẫn khi đi dự đám cưới. Một cô gái đã dùng dao đâm 3 thanh niên khiến cho một người tử vong, 2 người bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu.
Tiếp nhận thông tin thì Công an huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội đã khám nghiệm hiện trường, điều tra và bắt giữ nghi phạm để làm rõ và xử lý theo quy định. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 8 tháng 5, một cô gái đến chơi ở đám cưới bạn tại xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội và có xảy ra mâu thuẫn với ba thanh niên, sau đó được nhiều người can ngăn hòa giải. Tuy nhiên, đến ngày 9 tháng 5, tại buổi lễ của đám cưới, hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Cô gái dùng dao đâm ba thanh niên khiến cho một người tử vong, hai người bị thương nặng phải đi cấp cứu. Về tội phạm cướp tài sản, tại Quảng Ngãi, lực lượng chức năng vừa bắt đối tượng dùng hung khí cướp tài sản của nữ công nhân đang trên đường đi làm về tại khu công nghiệp V-Ship, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh. Mới đây, tại xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi, chị DTT, 31 tuổi, là công nhân tại khu công nghiệp V-Ship. Khi đang trên đường đi làm về thì bị một người lạ mặt chặn xe, dùng rựa đe dọa và cướp chiếc điện thoại di động trị giá khoảng 25 triệu đồng. Vụ việc xảy ra khiến cho nhiều công nhân đi làm cả đêm lo lắng. Tiếp nhận tin trình báo của bị hại, Công an xã Tịnh Phong đã tổ chức lực lượng truy xét và bắt được thủ phạm gây ra vụ cướp nói trên là Dương Đại, 40 tuổi, ngụ thành phố Quảng Ngãi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra xử lý theo quy định. Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, cơ quan chức năng vừa thi hành các quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Trì là chánh thanh tra tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ. Ông Nguyễn Thanh Trì có liên quan đến vụ án 15 đối tượng là cán bộ công chức một số sở ban ngành và các huyện của tỉnh Lai Châu bị khởi tố tạm giam về hành vi đưa hối lộ và nhận hối lộ khi thanh tra các dự án trồng rừng. Cụ thể, sau khi có quyết định thanh tra các dự án trồng rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2015-2021, trưởng ban quản lý rừng phòng hộ các huyện đã liên hệ, bàn bạc và thống nhất góp hàng trăm triệu đồng đưa cho đoàn thanh tra với mục đích là xin giảm bớt các lỗi vi phạm. Cơ quan điều tra đã tạm giữ 6 người trong đoàn thanh tra của tỉnh Lai Châu về hành vi nhận hối lộ. Hiện thì cơ quan chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo quy định. Tiếp tục với một thông tin cũng đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Thưa quý vị, liên tiếp gần đây đã xảy ra việc các toa tàu của dự án metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh bị phun sơn giả bậy, gây bức xúc trong dư luận. Nhiều người cho rằng cần phải xử lý thật nặng để đối với những người gây ra vụ việc này. Không chỉ vậy, vấn đề gìn giữ, bảo quản tài sản công trình trọng điểm cũng được cho là đáng báo động. Cơ quan chức năng cũng cần phải xử lý nghiêm những người có trách nhiệm quản lý để xảy ra tình trạng trên. Những hình ảnh này xuất hiện vào cuối tháng 4 vừa qua trên một toa tàu của đoàn tàu metro số 3 thuộc tuyến metro số 1 thành phố Hồ Chí Minh đang đậu ở ga Long Bình, thành phố Thủ Đức. Hai bức vẽ trên thân tàu nguệt ngoạc chữ viết, ký hiệu, màu sắc lộn xộn theo hình thức graffiti, tranh phun sơn nơi công cộng. Trước đó, nhiều toa tàu metro cũng bị giả bậy phun sơn trên thân và đầu toa tàu. Đẹp đâu không thấy, chỉ thấy những toa tàu hiện đại mới toanh đã trở nên nhàm nhở. Khi mà thành phố Hồ Chí Minh phát triển thì đoàn tàu metro cũng là biểu tượng của thành phố. Vì vậy, cái việc mà vẽ bậy với lại vẽ lên một cái đoàn tàu như vậy là một hành vi khó mà chấp nhận được. Tàu metro chỉ là một nạn nhân của nạn giả bậy nơi công cộng. Núp bóng nghệ thuật đường phố graffiti đang hoành hành khắp nội thành thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm nay. Tàu bị giả bậy, ngoài việc tốn thời gian, chi phí sơn lại, còn cho thấy công tác bảo quản tài sản công trình trọng điểm đang còn nhiều lỏng lẻo. Đồng thời, đặt ra yêu cầu xử lý nghiêm hành vi giả bậy, xâm phạm, quyển quại công trình này. Hành vi mà cố ý làm hư hỏng, cố ý hủy hoại những cái tài sản, ví dụ như là vẽ bậy lên cái tuyến toa tàu, thì nó gây ảnh hưởng rất là xấu đến cái tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội, và đã đủ cái yếu tố để cấu thành cái tội là hủy hoại hoặc là cố ý làm hư hỏng tài sản theo quy định tại điều 178 của Bộ luật hình sự. Theo Ban quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, khu vực Depot Long Bình nơi đoàn tàu metro đang đậu khá rộng lớn, vì công ty bảo vệ chỉ bố trí 16 nhân viên trực tuần tra kiểm tra an ninh là chưa đủ, chưa đảm bảo yêu cầu. Hệ thống tường bao bọc Depot có một số đoạn khá thấp nên các đối tượng sẽ dễ dàng thâm nhập. Hiện các đối tượng giả bậy vẫn đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra truy tìm. Đây là cái vụ việc rất đáng phê phán, làm mất mỹ quan, gây hư hỏng tài sản nhà nước, thể hiện coi thường pháp luật của một số cái đối tượng. Thì vụ việc thì giám đốc công an thành phố đã chỉ đạo là công an thành phố Thủ Đức tích cực tập trung chung điều tra xác minh. Việc tàu metro bị giả bậy cho thấy còn nhiều người nhận thức lệch lạc về nghệ thuật, chưa có ý thức giữ gìn tài sản công cộng. Đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho các đơn vị chức năng cần quyết liệt và ý thức hơn trong việc bảo quản tài sản công trình nhà nước.
Lễ hội Nghinh Ông ở huyện Trần Đề là nét văn hóa truyền thống độc đáo của người dân vùng biển tỉnh Sóc Trăng. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên. Và sau thời gian bị gián đoạn thì năm nay lễ hội được tổ chức quy mô hơn với sự háo hức của những ngư dân quanh năm gắn bó với biển khơi. Ghi nhận của người đưa tin 24 giờ. Ngay từ sáng sớm, nhiều tàu cá lớn nhỏ đã trang hoàng lộng lẫy, cờ qua rực rỡ, hộ tống tàu chính ra cửa biển tiến hành nghi lễ nghinh ông. Với mong muốn cầu cho quốc thái dân an, ngư dân ra khơi may mắn, đánh bắt được nhiều cá tôm. Hiện tại thì trên địa bàn thị trấn Trần Đề có 410 tàu, đánh bắt xa bờ là 334 tàu, sản lượng khai thác hàng năm như năm 2022. Là trên 40.000 tấn. Thị trấn cũng phối hợp với các ngành rồi và ban quản lý cảng cá tuyên truyền người dân khai thác đúng theo luật của thủy sản theo cái quy định của IUU. Lễ nghinh ông có từ lâu đời. Theo thông lệ hàng năm, vào các ngày 21, 22, 23 tháng 3 âm lịch, ngư dân tổ chức lễ kỳ yên cúng ông Nam Hải, với ý nghĩa cầu cho mưa thuận gió hòa, khai thác được nhiều nguồn thủy sản. Qua lễ hội, không chỉ gắn kết cộng đồng, bảo tồn văn hóa, mà còn góp phần phát triển kinh tế thông qua thu hút khách du lịch gần xa. Còn tại Khánh Hòa thì Festival Biển Nha Trang sẽ được tổ chức vào đầu tháng 6 tới với chủ đề Khánh Hòa khát vọng phát triển. Sự kiện diễn ra với hơn 60 hoạt động được kỳ vọng là sẽ thúc đẩy ngành du lịch địa phương. Festival Biển năm nay diễn ra trong 4 ngày, từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6, sẽ có hơn 60 hoạt động sự kiện diễn ra dọc công viên bờ biển thành phố Nha Trang, như lễ hội cầu ngư, hội thi bơi thúng lắc thúng, trò chơi dân gian, hô hoác, bài chòi, trình diễn cải lương, hát rỗi. Đặc biệt, trong đêm khai mạc festival sử dụng không gian lớn trên không và trên biển, việc trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế được coi là điểm nhấn trong đêm khai mạc với hơn 1.600 thiết bị trình diễn ánh sáng kết hợp với âm nhạc hiện đại qua âm phối khí với chất liệu âm nhạc bản địa. Đến đây, chúng tôi xin kết thúc chương trình Người đưa tin 24 giờ trưa nay của Đài truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.